tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show do Cao Minh Hưng thực hiện. Và kính thưa quý vị, chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30 cũng như là sáng thứ ba lúc 9:30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ trong mục đích là chúng ta bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại cũng như là những chương trình mà Cao Minh Hưng nghĩ rất hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Trong tháng 12 này thì chúng tôi đặc biệt giới thiệu một cái chương trình có tựa đề là lễ ra mắt Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt. Và trong chương trình ngày hôm nay đến với chương trình thì Cao Minh Hưng rất là hân hạnh có sự hiện diện của hai người trong ban tổ chức. Thì bên tay trái Cao Minh Hưng là chị Quỳnh Hoa trong vai trò là người sáng lập viên cũng như là người chủ tịch của Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt, cũng như là một cái khuôn mặt rất là thân thuộc mà chúng ta đã giới thiệu chương trình trước đây là ca sĩ Kiều Loan. Xin mời hai chị gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời chị Quỳnh Hoa và chị Kiều Loan. Dạ, Quỳnh Hoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Dạ, kính chào anh nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Dạ, muốn chào chị, mời chị Kiều Loan. Kiều Loan xin hân hạnh chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC, câu lạc bộ tình nghệ sĩ 57.8 và xin chào nghệ sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Dạ, mến chào chị, rất vui là lần nữa chúng ta có dịp để mà hội ngộ với nhau. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì hai chị đến để giới thiệu về lễ ra mắt Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt. Cái tên Ái Hữu Phụ Nữ Việt rất là hay và Cao Minh Hưng biết là chị Quỳnh Hoa cũng là một người trong cái vai trò là sáng lập ra cái hội này. Chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cái lý do, cái mục đích nào mà chị thành lập ra cái hội này không thưa chị? Dạ thưa anh Cao Minh Hưng, trong một lần mà Hoa đi thăm thân mẫu của một người bạn đó, thì Hoa đi vô trong một cái viện dưỡng lão, Hoa thấy mấy bác, mấy cô, mấy chú lớn tuổi đó, thì họ rất là cô đơn, họ rất cần cái sự mà quan tâm của những người ngoài, vì trong khi đó gia đình của họ có thể là không có tới thăm thường xuyên được, cho nên khi cái mọi người tới thăm á, mấy bác mấy chú cảm động lắm, thành ra nó làm cho Hoa về suy nghĩ hoài. Hoa nghĩ là tương lai mình cũng vậy, mà hiện bây giờ thật sự là mấy bác mấy chú cần cái sự thăm viếng của mình rất là nhiều. Rồi Hoa cũng sinh hoạt trong những cái hội đoàn mà làm thiện nguyện, giống như đầu tiên là Hoa có làm cho cái hội tương trợ từ những chính trị của anh Nguyễn Hậu, rồi sau đó thì Hoa làm cho tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì nhưng mà trong tất cả những công tác xã hội đó là Hoa thích nhất là làm về xã hội. Thì Hoa thấy là nếu mà đi thăm viếng các bác chú trong viện dưỡng lão hoặc là feed cho những người homeless thì Hoa thích hơn. Wow, phải nói là nếu mà quý vị mà có dịp mà đến cái viện dưỡng lão như chị nói, các bác các cô ở trong đó rất là cô đơn. Mà có khi có người đến thăm mặc dù không những là những không phải là người thân nhân ruột thịt của mình, mà cái người đến tâm tình chia sẻ nói chuyện mấy bác cũng rất là vui. Thì cảm ơn chị đã chia sẻ những cái lý do mà chị thành lập cái Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt này. Thì cho đến ngày hôm nay thì thành viên của hội cái ngày ra mắt là được bao nhiêu thành viên rồi thưa chị? Dạ, khoảng 4 tuần thì Hoa kêu gọi mấy người bạn được hơn 20 người thôi anh. Wow. Như vậy cái một trong những cái mục đích chính của Hội Phụ Nữ Việt là cái công việc là làm thế nào chị, ngoài cái việc là thăm viếng các cô các bác rồi còn làm việc gì nữa không thưa chị? Thì những cái người ở trong hội đó thì Hoa muốn giúp đỡ những cái thành viên trong hội đó là phát huy và bảo tồn văn hóa của Việt Nam mình, làm những cái công tác thiện nguyện rồi ca hát rồi giúp đỡ lẫn nhau, mấy chị em cũng giúp đỡ lẫn nhau. Bên Hoa có cái chương trình là những người nào là member của hội của Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt á, thì thí dụ như đi ăn ở Blue Restaurant thì được 20% off ngoại trừ ngày thứ bảy, đi sửa xe ở LD Auto Repair thì được 10% off, tối thiểu là 100 đồng. Và thí dụ mua sắm ở EV Princess Cosmetics á, thì được off tới 40%. Rồi nếu mà đi làm tóc ở cô Thảo Vân là trường Elite Beauty College á, thì cũng được off 10%.
phụ nữ là tiết kiệm mà. Rất là nhiều quyền lợi mà khi mà gia nhập vào hội Ái hữu phụ nữ Việt. Như vậy mình có cái lứa tuổi có giới hạn không chị, hay là bất cứ người nào hay là phụ nữ là được vô cái hội này hay thế nào? Như vậy chắc là đàn ông không được vô hay sao chị? Dạ không, nếu mà là hội phụ nữ á, thì chỉ có phụ nữ mới vô được thôi. Nhưng mà hội Ái hữu có nghĩa là những ai mà yêu thích phụ nữ thì đều tham gia được, anh Hưng cũng tham gia được mà. Yêu thích phụ nữ là nhiều ông là sẽ vô phụ nữ rồi, vô cái hội này rồi. Không, mà chứng minh là nhiều chị ở trong hội là có những ông chồng đi theo rất là nhiều vậy. Vậy rất là hay. Xin chị cảm ơn chị giải thích cái chữ Ái hữu phụ nữ Việt như vậy. Trở lại với chị Kiều Loan thì trong một chương trình trước đây thì quý vị chúng tôi cũng có dịp nói chuyện tâm tình với chị về cái sinh hoạt âm nhạc của chị. Thì Cao Minh Hưng được biết là chị đến với hội Ái hữu phụ nữ Việt trong cái vai trò là chị là trưởng ban lo về văn nghệ cho cái hội này. Thì cái cảm nghĩ của chị khi mà chị được chị Quỳnh Hoa mời vào tham dự cái chương trình trong cái hội này thưa chị? Thì khi mà chị Quỳnh Hoa phone cho Loan á, để mới đầu cũng chưa có là trưởng ban văn nghệ đâu. Mà chị Hoa nói là bây giờ cái chương trình văn nghệ thì như cần Kiều Loan á, để có thể edit cái chương trình cho cái ngày lễ ra mắt thôi. Đó. Nhưng mà khi mà Loan đi vào, Loan thấy cái cách làm việc với cách hoạt động của hội Ái hữu phụ nữ Việt á, thì Loan thấy cũng thích, và mình thì lại có cái máu văn nghệ nữa. Do đó là cứ say mê thôi, nhào vô làm tiếp chương trình này chương trình kia, rồi làm các cái tiết mục á, làm cứ thế thôi, mà làm thôi. Bất cứ hội nào cũng theo cái sự hiểu biết với lại cái kinh nghiệm của mình á, mình cũng giúp cho hội. Đúng như vậy thưa quý vị, bất cứ hội đoàn nào thì Cao Minh Hưng tin chắc là cũng cần cái sự đóng góp rất là nhiều bàn tay để cái sự thành công, để cái những cái mục đích mà hội đề ra phải được thực hiện được. Thì một lần nữa chúng tôi xin nhắc quý vị là lễ ra mắt hội Ái hữu phụ nữ Việt sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy sắp tới đây, 17 tháng 12, nghĩa là quý vị thấy cái poster trên màn ảnh hiện nay, lúc 6 giờ tại nhà hàng Seafood Place, trên đường là một số địa chỉ là 12181 trên đường Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, cũng như là số điện thoại để liên lạc với ban tổ chức là 714-553-6234 cũng như là 553-1553. Trong phần 2 của chương trình thì Cao Minh Hưng sẽ được phép hỏi thêm chị nhiều hơn về chi tiết chương trình. Đến đây quý vị thấy là trên cái màn ảnh rất là nhiều cái thành phần các anh chị em nghệ sĩ đến để tham dự chương trình. Một cái chương trình phải nói rất là sự chuẩn bị rất là nhiều, như chị Kiều Loan cũng như chị Quỳnh Hoa. Thì nhắc đến hội phụ nữ Việt thì chắc là nơi đây để mình thay đổi không khí một chút xíu. Biết là chị Kiều Loan rất là thích hát, và mỗi lần mà đến những cái chương trình chị hát rất là hay. Phụ nữ Việt thì chúng ta nhớ ngay một cái bài của nhạc sĩ Hùng Lân, Cô Gái Việt, không chị? Nó là cái tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Mình nay mà rất tiếc mình không có đàn, nhưng chị có thể hát vài câu tặng cho quý vị không thưa chị? Em sẽ vỗ tay theo chị, chắc là chị Quỳnh Hoa cũng phải vỗ tay theo cái điệu nhạc rất là vui của nhạc sĩ Kiều Hùng Lân. Kiều Loan cũng xin cảm ơn anh Cao Minh Hưng. Cái bài hát này thì đã được hội chọn để làm cái hội đoàn ca. Bài hát chị là bài Cô Gái Việt. Tại vì nó cũng thích hợp với lại cái tên của hội đó. Mà cái lời thì nó quá bất khuất luôn. Đó là ai cũng thích cái bài hát đó. Lời sông núi. Rồi 2, 3. Lời sông núi bừng vang bốn phương trời, giúp chúng ta đường phụng sự quyết tiến. Chiều trường xưa đẹp gương sáng muôn đời, dòng máu thơm còn đượm nồng vạn trái tim. Dẫu khung cùng tài trai vui tranh đấu. Sao Loan quên mất, tại vì cũng có chữ thuộc bài hết á. Một khúc như vậy cũng đủ rồi. Quý vị, quý vị đến nhà đó chắc chắn là chắc nghe lại cái ca khúc này, Cô Gái Việt. Cái quý vị thì trong 2 phút còn lại của chương trình thì xin mời chị Quỳnh Hoa có thể nói đôi nét về cái buổi lễ này. Trong đó phần thứ hai chúng ta sẽ nói thêm chi tiết. Chị có thể nhắc lại số điện thoại của ban tổ chức cũng như là địa chỉ cũng như là giá vé như thế nào thưa chị? Mời chị Quỳnh Hoa. Nếu quý vị nào cần mua vé để ủng hộ Hội Ái hữu phụ nữ Việt, để chúng tôi có cơ hội đóng góp cho xã hội, thì xin quý vị gọi cho Quỳnh Hoa ở số 714-553-6234, 714-553-6234, hoặc là gọi cho chị Hải Lan ở số 714-553-1553, 553-1553. Giá vé thì thế nào thưa chị? Giá vé 35 đồng. Có bao gồm ẩm thực luôn không? Dạ, bao gồm ẩm thực, rồi văn nghệ, rồi khiêu vũ. Dancing all night anh Hưng. Một chương trình phải nói là cái thành phần ca sĩ như vậy chuẩn bị, rồi văn nghệ quý vị đến mà còn được cái giá vé thì nó rất là tượng trưng trong cái phải nói là cái thời điểm hiện nay, đặc biệt là tháng 12. Chắc chắn là nhiều quý vị ở xa về cũng có dịp để tham dự những chương trình như vậy, thì Cao Minh Hưng nghĩ rất là hay.
Một lần nữa kính thưa quý vị, lễ ra mắt Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt như là tờ poster chúng ta gửi trên màn ảnh hiện nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 17 tháng 12. Đúng là những cái tâm huyết của những người sáng lập viên cũng như là anh chị trong ban điều hành, thì chúng tôi mong muốn quý vị cũng đến để tham dự chương trình này, một cách để chúng ta biểu dương cái sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam cũng như tinh thần tương trợ, như là những cái lời chia sẻ của hội trưởng cũng là sáng lập viên chị Quỳnh Hoa trong phần đầu của chương trình. Kính thưa quý vị, thì nơi đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình câu lạc bộ Thượng nghị sĩ Talk Show ngày hôm nay, và xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi phần 2 của chương trình trong ít phút nữa.